Xin chào tất cả mọi người, con là bé Màu Ngư. Hôm nay con tham gia chương trình Gia Đình Thông Thái cùng với lại mà má và bà bá của con. Mà má và bà bá. Mà má và bà bá hết mình giới thiệu về bản thân mình luôn. Xin chào mọi người, hôm nay Lam tham gia chương trình Gia Đình Thông Thái cùng mà má và con của mình là Bảo Ngư. Má và con. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyệt Quân. Dạ. Quân có thể chia sẻ là ở nhà bé là một cô bé như thế nào ạ? Có năng nổ không? Ít nói hay là chia sẻ nhiều với là gia đình mình hay không ạ? Thật sự ra thì Bảo Ngư ở nhà là một cô bé rất là thông minh, lém lĩnh và rất là hiếu động tay chân. Hiếu động tay chân hả anh? Nói nhiều. Ở nhà mình là có xu hướng về nghệ thuật nè. Thì không biết là bé ở nhà có đam mê nghệ thuật, có thích ca hát gì không anh? Có, bé thích ca hát. Bé biết hát, biết nhảy múa, biết chơi đàn guitar, biết chơi đàn kiềm. Wow, trời đất ơi. Tại đúng rồi, là một tài năng luôn đó. Đúng rồi, gia đình nghệ thuật mà nên cũng đam mê. Nếu mà Ngư ơi, bây giờ hỏi câu hỏi ở nhà nè. Con hay trò chuyện với ba hay là bà bá hay là mà má nhất? Dạ, bình thường thì ở nhà con không có trò chuyện nhiều. Hả? Vậy chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Gia Đình Thông Thái. Và thưa quý vị, chương trình Gia Đình Thông Thái hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng xúc xích heo cao bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Các bé hãy nhớ khung giờ này nha. Và với chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 đội chơi. Mỗi đội sẽ có 3 thành viên là một thủ lĩnh nhí và 2 thành viên trong gia đình của mình, có thể là ba mẹ, anh chị hoặc là bạn bè vân 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 vân. Và họ sẽ cùng đến đây để tham gia trò chơi giải mã những câu hỏi nào và cùng vượt qua các thử thách của chương trình để mang về cho mình giải thưởng cao nhất cùng với danh hiệu Gia Đình Thông Thái. Đúng vậy, và thưa quý vị, chúng tôi một lần nữa khẳng định là stylist của chúng tôi không hề ưa nhau. Bởi vì ngày hôm nay anh như là đi dân bóng chài à? Em lại tiếp tục đi event. Chúng tôi lại một lần nữa đến bao giờ chúng nhau. Tôi có thể bận một bộ đồ tương đồng. Đúng, mặc dù hai anh em là trong một gia đình nhưng không bao giờ bận đồ chung với nhau cả. Hy vọng ngày hôm nay những gia đình tới với chúng ta sẽ có những bộ trang phục gọi là concept hợp với nhau. Concept mà đi rồi. Những cái concept gia đình với nhau đó sẽ rất là dễ thương luôn. Tò mò quá. Hy vọng là họ cũng sẽ không như anh em mình là bận bộ đồ không liên quan lắm. Bây giờ sẽ là đội chơi và gia đình đầu tiên cùng với lại bé Heo Cowboy. Gia đình ạ, xin chào anh chị, chào bé. Bây giờ con hay là con đại diện gia đình mình giới thiệu về bản thân mình cũng như là các thành viên ngày hôm nay trong đội của mình cho quý vị khán giả được biết nha. Dạ, xin chào tất cả mọi người, con là bé Màu Ngư. Hôm nay con tham gia chương trình Gia Đình Thông Thái cùng với lại mà má và bà bá của con. Mà má và bà bá. Mà má và bà bá hết mình giới thiệu về bản thân mình luôn. Xin chào mọi người, hôm nay Lam tham gia chương trình Gia Đình Thông Thái cùng mà má và con của mình là Bảo Ngư. Má và con con. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyệt Quân. Dạ. Quân có thể chia sẻ là ở nhà bé là một cô bé như thế nào ạ? Có năng nổ không? Ít nói hay là chia sẻ nhiều với là gia đình mình hay không ạ? Thật sự ra thì Bảo Ngư ở nhà là một cô bé rất là thông minh, lém lĩnh và rất là hiếu động tay chân. Hiếu động tay chân hả anh? Nói nhiều. Ở nhà mình là có xu hướng về nghệ thuật nè. Thì không biết là bé ở nhà có đam mê nghệ thuật, có thích ca hát gì không anh? Có, bé thích ca hát. Bé biết hát, biết nhảy múa, biết chơi đàn guitar, biết chơi đàn kiềm. Wow, trời đất ơi. Tại đúng rồi, là một tài năng luôn đó. Đúng rồi, gia đình nghệ thuật mà nên cũng đam mê. Nếu mà Ngư ơi, bây giờ hỏi câu hỏi ở nhà nè. Con hay trò chuyện với ba hay là bà bá hay là mà má nhất? Dạ, bình thường thì ở nhà con không có trò chuyện nhiều. Hả?
Vậy thí dụ mà giữa bà bá nè với mà má nè thì con thân với ai nhiều hơn? Con hay kiểu tâm sự mấy cái chuyện mà ở trường hay bạn bè đó với ai nhiều hơn? Dạ, cái đó thì tùy, ví dụ như là về về trường học á thì con nói với mà má nhiều hơn. Còn về âm nhạc á thì nói với bà bá nhiều hơn. Con bé có chọn lọc phân khúc rõ ràng. Phân khúc rõ ràng luôn. Như vậy là ngày hôm nay bé sẽ có một cái chiến lược chắc chắn sẽ rất là rõ ràng. Theo con thì giữa bà má và mà má, ai sẽ là người có khả năng trả lời nhiều câu hỏi của chương trình nhiều hơn? Dạ, bà má thì về mấy cái địa lý hay mấy cái ngoài thế giới thì bà má nhớ nhiều. Còn mà má là về văn hóa với lại xã hội. Phương luôn, thấy không? Rõ ràng hết, con bé rất rõ ràng. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều ạ. Và phương châm gia đình mình ngày hôm nay tới với chương trình là phương châm gì ạ? Có câu slogan nào của gia đình mình hay không? Tên mà từ đó tới giờ mà bạn bè, bà bá, bà má hay là ở trường con á, ai cũng gọi nhà con là gia đình hải sản. Gia đình hải sản. Ngày hôm nay thì gia đình hải sản cũng đã có bộ trang phục rất là đồng bộ, đồng điệu, màu trắng. Tinh khôi. Chứ đâu ai như anh em chúng mình. Đừng nhắc vào trang phục nữa. Không liên quan một chút gì hết. Hy vọng là với sự đồng điệu này thì gia đình của chúng ta sẽ mang về chiến thắng thật cao trong chương trình này ạ. Rồi, bây giờ sẽ là đối thủ của gia đình hải sản. Để xem gia đình tiếp theo sẽ là gia đình gì đây, xin mời. Chuyện gì xảy ra vậy? Gia đình này có gu. Một gương mặt khá là quen thuộc. Quá quen thuộc rồi. Một diễn viên gọi đàn chị của Huy. Cái gì vậy? Chị Trâm. Như em già chứ vậy anh Huy. Rồi, xin mời gia đình mình giới thiệu ạ. Xin chào tất cả mọi người và cả trường quay và khán giả. Con tên là Nguyễn Hồ Anh Vũ. Hôm nay con quay chương trình Gia đình Thông Thái cùng với chị Trâm và anh Pháp. Anh Pháp và chị Trâm. Cho cô hỏi một xíu là tại sao con lại rủ cô cha rủ chị tại sao con lại rủ chị Trâm với lại anh Pháp đi chung mà không phải là các thành viên khác trong gia đình? Có phải là con tin tưởng vào hai thành viên này không? Dạ, con rất tin tưởng vào anh Pháp và chị Trâm. Tại vì anh Pháp là người có IQ cao. Cái này rất là cần thiết nha. Đúng rồi, IQ cao. Còn chị Trâm thì là có cái gì cao không? Dạ, chị Trâm có IQ thấp hơn. Trời ơi. Bé thành thật. Vậy thì chiến lược của con đến với chương trình sẽ là gì? Các câu hỏi nha. Khi mà đối mặt với những cái câu hỏi thì con sẽ lựa chọn thành viên nào tham gia? Dạ, con sẽ nếu như mà có câu hỏi IQ thì con sẽ kêu anh Pháp ra mà. Còn chị Trâm sẽ trả lời câu hỏi về cái gì con? Dạ, chị Trâm sẽ chơi chơi vui á con. Ngay từ đầu rồi Trâm ơi, tới đây là vui thôi. Đó, nhiệm vụ của Trâm tới đây là vui thôi. Đó là bé cần anh Pháp thôi, nhưng mà thiếu thành viên. Nhưng mà chị đang rảnh. Anh Pháp ơi, cho em hỏi là chương trình mình có hai thành viên được không? Để hai thành viên này đấu thì em đi về cũng được. Em bị dư thừa quá. Không, em không có giá trị. Tại vì đứng trong đủ khung hình, đủ ra hình, đủ khung hình. Nhưng mà thí dụ là trong gia đình mình nè, kể cả ba mẹ, ông bà và cô chú luôn, thì tất cả mọi người thì con sẽ thân với ai nhiều hơn? Dạ, con sẽ thân với chị Trâm nhiều hơn. Gỡ lại. Chị vui mà, chị là vui mà. Chị Trâm là một diễn viên và anh Pháp không biết là hiện tại anh đang công tác ở... Dạ, em là bác sĩ, đang công tác ở Bệnh viện Tế Hạnh Phúc. Trời, bác sĩ. Rồi, hỏi sao luôn. Ai kêu sao là đúng rồi. Con là có tầm nhìn lắm. Rồi, hy vọng là ngày hôm nay gia đình mình sẽ mang về những mình được giá trị ạ. Và hãy đặt niềm tin đồng điều cho cả hai người đồng hành của con nha. Dạ. Để quyết định của con rất là quan trọng. Nhớ nha. Rồi, xin mời gia đình mình về ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thủ tục vô cùng quan trọng. Đúng rồi. Đó chính là giao lưu tình cảm. Đó, xin mời cả hai đội cùng bắt tay nhau, làm quen với nhau trước nào. Đó, hai thủ lĩnh làm quen với nhau. Gia đình anh chị hãy nương tay. Đừng mạnh tay quá tụi em xỉu. Sao mà hai gia đình ngày hôm nay giống như là mặc đồ, không biết là mình có hẹn trước với nhau không? Mà sao mặc đồng phục màu trắng đẹp quá vậy ta? Không hẹn luôn á Sam ơi. Không hẹn. Người ta không hẹn mà còn hợp nữa, còn tụi mình hẹn hoài mà không hợp luôn á trời. Rồi,
mà đội của bé Bảo Ngư đã có tên rồi, đó chính là gia đình hải sản. Con có lấy tên đó là tên của đội mình luôn không? Dạ có. Đội hải sản. Dạ. Xin mời đặt tên đội ạ. Dạ, gia đình của con đặt tên là Muối Trắng. Hả? Muối Trắng. Muối Trắng. Ủa, hai món này mà vô nhau hết bài. Hải sản rắc miếng muối lên cái nước xèo xèo xèo. Trời ơi. Trời ơi, kiểu nước muối ớt rồi á. Ngon dễ sợ. Đó. Nhưng mà lý do tại sao mà gia đình mình lại lựa chọn cái tên là Muối Trắng nè? Dạ, tại vì xung quanh nhà con toàn là làm muối không ạ. Em thì thường thấy hình ảnh đó ở trên phim ảnh nè, trên TV nè, nhưng mà chưa có bao giờ nhìn được trực tiếp ở bên ngoài luôn. Rất là đẹp. Anh thấy trên TV rồi, anh cứ như em thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với lại vòng thi đấu đầu tiên với hai đội, đó là đội hải sản và đội muối trắng. Cùng với là sự dẫn dắt của hai trái ớt. Đúng mình đó. Đúng rồi, là chúng ta sẽ là một cái combo mà gọi là hải sản rất là ngon luôn á. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên có tên gọi gia đình nhanh trí. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Gia đình Thông Thái. Và đây là vòng đầu tiên Gia đình Nhanh Trí.